Hello, xin chào các bạn đã đến với Hey. Chiên. Và hôm nay mình sẽ làm Nghe đây thử game chơi coi ông bộ mặt Survivor. thật của tôi nè, ông dòm kỹ vô cái mặt tôi nè, Hả? dòm kỹ vô mặt tôi Hôm nay mình sẽ đồ mời đẹp không? hai khách mời, Đẹp chính đẹp, là Bò Xô ở sao và lụm trang phục cũng được. thằng Channel. Lụm cái nón hả? Tại vì cái nón này dành cho nam. Đây là hai hai người đó là À thành viên của lụm đi team. ông ơi. Ai ai có ai trong Ê, gì mấy đứa ở đây nữ không mà đâu ai lụm được đâu, ai là thành ai nữ muốn không? vô thành viên thì inbox chi mời vô nha. Anh đáp chị mà về yeah, mất được quá. Mà mời em đi chi ơi. À bạn 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 vô rồi. Nhảy khu ngoài đây nè, nó vào Bao vào cần cần nó đường chết sớm ra. á, vô đây nè, vô đây nè, cái khu nãy mình lút nè Thành. Ôi cần đường ra chứ, cần Thôi đường mình ra xe lá đi, vô mình xe lá đi. sao nó sẽ lá đi, sẽ lá đi, sẽ lá vào à. Cái Cần chơi đi trò này đi là không cần quan trọng bắn hay đấy, cũng được vô nha. anh đi với nhảy kìa đi nè. Cái này là chủ yếu là vui là chính mà thịt là 10. Xíu rủ nhau là 11 nha. Khu này không có người biết tá phải có À, bà Sâu lên lên sóng lần thứ hai trong kênh của mình. cái đứa này tôi mà tôi chỉ biết tại vì không nhập Có đồ clip lẻ chứ, nhập đồ lẻ chứ, gì hai đứa kìa, tao ở chưa đâu có ở đáp đâu, phía xuống tôi luôn hả? á. Hai đứa để tôi mình đáp Chỗ xuống tôi hả? ở chỗ chỗ mình nè, chỗ mình nè. Lấy xuống súng đâu, lụm hết, có bao nhiêu tao lụm hết. Có súng rồi. Ừ. Không lỡ rồi. Không thấy nó nhảy đâu không? Tôi thấy nó nhảy xuống thôi. Ok kìa, quay quay xanh rồi, xanh rồi. Rồi rồi, thấy thấy thấy. Quay xanh kìa, chị đứng rồi. Ôi ơi, hết đạn, cứu ông ơi. Cứu bom ơi. Nè nè nè. Ở lỏng xuống. Nè. Xuống thứ hai ơi, xuống Ok hai ơi. ok Nó ok ok ok. kẹt thứ hai. Rồi xong tích liệu Tao luôn. sắp gần mà. Nó yếu xìu à, quá xử đi, nó yếu máu rồi. Tôi bắn nó nửa cái máu hơn rồi đó. Mẹ. Ý, mới giờ có đứa làm chó. Nó nhà bên đây nè, nó nhà bên tôi á, ngay chỗ tôi á. Tôi phải nhặt đồ đó, tôi cầm cái súng này qua để chụp tôi chết. Sao sao nhà hướng 100 hướng 285 với hướng 300 nha. Lồn đủ mẹ ví kìa, nó mới nằm rồi. Gì cỏ tận gốc vãi thiệt, bắn hậu môn mày, bắn nó số. Hay quá. Rồi thì ok, khó chết. bắn xa khó quá. Con đĩ. Con đĩ. Chị không coi bộ mặt thật của tôi không? Giờ cho ông phun xịt nước ra ngoài luôn. Nè, dầm dầm kỹ luôn, dầm vô mặt tôi, dầm thẳng vô mặt tôi. rồi. Có gì khác biệt? Đây. Sao vậy lộn? Đèo đèo, nam nam tính, nam tính không? Cái clip này cho những ai ở trên 18 cộng nha. Ủa, tôi thích lụm. Game này dành cho những ai 18 cộng nha. Chứ dưới 18 cộng là chơi không được đâu. À là không không nghe được đâu. Chứ phải là không chơi được. Bạn nào không biết tải game Survival này thì qua kênh Thành mình để có đường link dưới. Người la ơi xin hãy một tôi giùm thôi. Có máu rồi Ê, bòi. con gì kêu về chia nghe.
đứa lồn vãi nhà cực tại mẹ nó đi xe kìa. Ở số 4 qua kìa, ở số 4 biết hiểu giết, giết số 4 giết, số, giết số, số 4 đi. Số 4 mà là người Việt hay sao á, hình như không có mít. Không, không phải đâu, cái lá cờ giết số 4 đi. Where, where are you from? See. Where are you from? Where, 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 where are you from? Mà đọc tiếng, tiếng Anh chuẩn không anh em? Mà tôi đọc tiếng Anh chuẩn không? Đồ mà chết chơi luôn ha. Where are you from? From ai? Where are you from? Đọc vậy mới chắc. Chắc chơi người dân. Hello. Hello. Hey. Bạn ơi. À không lộn. You. You ấy. You ấy. You ấy. Dù có người tiếng Việt không vui ấy. Ủa sao đạn xà mà gọi không? Ơ à, đạn sắp kênh không mà ta? Có ít bốn không sâu rồi. Có bắn không? Có. Đừng bắn thôi cho thắng. Ấy tìm sao? Ít bốn vậy. Hey you. America. Hey, hey. America. 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 Trả lời kìa. Từ đâu quê là à, Trung Quốc. China. Hey hey China. Không phải đâu. Nó không dùng được từ ngữ Việt Nam đó, mà Trung Quốc cái quần quậy. Từ quê là Trung Quốc mà. Đĩ mẹ mày. Trung Quốc rồi đã chơi CN rồi. China ông nội ơi. Trung Quốc là tơ quý mà. Nhưng mà cái đó ngôn ngữ Việt Nam mình mới dùng Trung Quốc, hiểu không? Nó mới ra chữ tê quý. Ủa ông không hiểu tôi nói gì hả? Hiểu. Nãy nó để gì? Tê quý. Nó để tê quý. Tê quý không phải Trung Quốc đâu. Tôi ném đạn cho nó để tê quý. Chắc nó cũng có cái ngôn ngữ cảm ơn hay là cái gì đó của nước nào rồi. Where are you? Where are you? Không, sợ nó không biết tiếng Anh đâu, nãy giờ mình chào nó mình trả lời hoặc là nó không có biết. Ê, kêu nó cào phím mày. Kêu nó phạt cái tiếp, cào phím đi. Đứa nào biết tiếng Anh giỏi thì nói chuyện với nó đi. Mình nói tiếng Anh nó không hiểu mà. Chỉ cho nè, bây giờ ông fuck you. Hey. Ông cầm cái lựu đạn, ông ném nó một phát. Gì? Giữ quách được phát. Là biết nó nói được không? Ê vô phát vô. Vô vô. Vô chat. Vô chat. Đéo chat luôn. Ê nó gỡ bom đau nè, đúng mẹ mày. Á con đi. Đéo chat luôn. Con đi. Con đi. Con đi. Con đi. Tôi chỉ cho ông cầm, ông cầm cái chảo mà ông có thể chạy nhanh nè. Yeah. Ông cầm thêm một quả lựu đạn, ông bấm số 5 cầm. Hit ten nil, hit ten nil. Để sơ một đéo 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 nghe lời luôn. Hey hey hey. Master, hey hey. Where are you from? Where are you from? Where are you from? Endless. Gì Inly là ở đâu ta? Mỹ hả? Gì? Ở Ý Tám hả? Ừ nó ở Ý Tám luôn nè. Thanh Kiều. Nó nói gì? Thanh Kiều. Nó nói gì? Ở đâu? Nó Ý Tám. Thanh Kiều yêu. Hey. Nó nói là Ít bốn kìa, Ít bốn. Kìa. INGLS. What you say? Là tức là như what you hey, hình như là bên what bên you Mỹ day? À không, Mỹ là Australia đúng không? America. Mỹ là gì? Mỹ là Australia hay là sao ta, quên mẹ điên ta. Mỹ là America. À còn là đâu ta, ý gì thằng này nó không lớn tuổi bằng tụi mình
Này ni e à dắt hả? Hả? Bắt đầu bằng chữ e á. The USA thịt bà nó mấy ông. Ủa nó nhắn tin cho tôi để thấy nè. Ờ bắt đầu bằng chữ E. English. English đi ngay. Đó, thấy chưa? Bắt đầu bằng chữ E kìa. Đó Việt Nam mà. Trời English mà có Việt Nam á cha nội. Ủa lộn. Con quỷ, con bèo. Quá phải lộn. Thông cảm đi. Nó tên là đỉ mà. Ban đêm nó sống về đêm mà nó rất là vô. Nó kêu đi kìa. Ok đi. Ok. À yêu yêu được ăn được ăn. Ê bây giờ muốn nói là muốn nói là được ăn. Vô vô không có mic thì sao? Từ từ. Nếu mà nó mà không có mic thì sao? Kêu sao? Tôi bằng tiếng Anh đấy. Mi tiếng Anh nó hiểu không? Hỏi nó thử coi nó biết không. Ở bây giờ là muốn nói là bạn nói theo tôi thì sao? Nói gì? Tôi bị dốt tiếng Anh mà không biết được vài từ đó. Giao tiếp vài từ đó. À, con đỉ. Thính kè. Ôi xa lắm, tôi dục cái ít cho nó rồi. Bây giờ đi tìm. Thế này. Ấy, hết gì ông đổi đồ với nó rồi ông Happy lấy Mirror, cái... Happy Mirror. Thằng kia mặt chó. Đổi đồ với nó đã rồi hộp đưa lại cho tôi cái gì hết. Hấp mi vô. Tại vì ông đòi với nó lấy cái Xbox của tôi. Ai biết? Nó đưa ít đám cho tao nè. Quá. Trên đây bây giờ đếm có cái gì. Máu. Stop you. Hey. Skill. Má tao thề luôn. Stop, tắt. Hopper why. Thằng này chắc chưa có vợ cơ, Hopper why. Không, nó còn nhỏ hơn mình nữa, tại vì nước ngoài chắc bây giờ là buổi sáng. Hiểu không? Hên xui. Mình nên nói chung là du đi. No, yeah. No, yeah. Biết NoJet là gì vậy? Gì? NoJet. Chết chưa? What the fuck? Yo, fuck, hey. Hey. Fuck man. Hey. Lịch sử tí cho nội. Người ta lịch sử mà. Con đỉ mẹ. What your name? My name chi? What your name? What your name? No yet. What your name? Yet no gì tùm lum em nội. Không ném ông đâu. Ném ông tôi không có dụng cụ cầm cái chạy. Cầm cái chảo chạy chậm. Cầm bó. Tao nói gọi mày cầm con gà. Tao cầm gà tao chạy nhanh. Ê đưa tên béo kìa. Ê không lẽ mình béo? What the fuck? Mình béo chứ. What your name? No yet. What your name? Cẩn thận đi mấy ba. What your name? Thẳng thắn cục xúc vậy. Gì? Nó lụm mà thính hình như là tay thính nó còn cái tia màu đỏ kìa, nó còn. Nó lụm mà nó đang lụm kìa. Xong biết. Kìa, tôi lại rồi nè. Herring. Herring. Đang lụm kìa. Herring. Lụm. À hello. Luke. Ừ, hello ba. Luke. Karen. Luke con cọp. Luke con cọp. Gee, what the fuck. What. Ai mà chửi tao hả mày? Đẩy. Fucking bullshit. Fucking bullshit. I don't care. Má chơi với cái này muốn chắc giỏi tiếng Anh luôn quá. Mấy con nghĩ mẹ mày đưa tao cái ít tao đi tao nhắm tao. Mày ra tao đi. À thấy thấy rồi. Ngoài nó có cái ít hai.
No yet is born. No yet is born. Xí chết mẹ không các em. Ê cứu cứu nó đi. Bỏ vô đây, bỏ vô đây. You nhớ chạy á, nhớ lụm tính. Stop you go. À, nhớ lụm tính mày quá rồi đi. Nhớ lụm tính. Thì vẫn gãy cánh. Hướng nào vậy? Tôi cũng không biết cái nào bắn. Hey. Bớt vội. À thấy. Bớt vội. Nào. Hướng. Bớt vội. Ê. Hướng N rồi hả? Ờ. Để tôi dịch lại cho nó cho. Ủa sao tính đâu hiểu vậy? N là hướng chỗ nào á? N là biết rồi. Direction. Nó nằm chỗ nào á? Cây anh nào bên của tôi nhìn qua là ở bên ông là nhìn ra 330 á, trước mặt thính á. Xí tính lọt nữa kìa bay, chắc nó cũng đi vô sâu ở trong nội địa rồi. Thính nữa kìa. Ờ như mình đang ở trung tâm thính hay sao á nè. Thính nữa kìa. Con đứa nào ra thọc đầu banh vú nó. Thành ơi, mày giỏi tiếng Anh không? Gì? Gì? Nói chuyện với nó chơi. Bởi hợp gờ. Bởi hợp gờ. Trai hay gái đâu? Nói nó nói chuyện hợp gờ. Trai hay gái? Gì thế? Bà đôi má mày. Trai hay gái gì? Bởi hợp gờ. Boy up the, boy up the. Mày đã lụm thính kìa. Cái đứa á. Lẽ. Cái đứa này lụm thính không? Có khói cục thính trước mặt bị lụm rồi. Machina. Ôi nó lụm rồi. À đây còn cái thính đấy nè. Ơ như mình đang ở trung tâm thính á. Đi kìa không thấy. Có một chiếc xe nào. No siêu. No siêu. No siêu. No answer. No answer. Cái hùng tính bị ai là nhạc kia ta. No answer. Cái xe là xe nằm dưới à? No answer, no answer, no answer, no answer. Ây da, sợ nó bắn kìa, no answer. Nó ra lụm thính kìa. Motorbike. Một viên. Oh, no answer. Oh, no answer, what the fuck, ngu vậy? Ông số 2 lạc lạc mắt nằm đó. Bộ đồ cỏ kìa, bộ đồ cỏ trước mặt kìa. Xí, đau, đông luôn. Đông luôn. Chi, xuống phụ, chi. Công luôn. Ôi, nó hấp đó. Hay hát. Quá, bộ. Ôi, hấp chơi, hấp chơi. Hacker, I don't care, hacker. Hiểu rồi, không? Nó không cần bắn, nó quay mặt như mình luôn. Tôi quay gì, nó quay mặt ra bên cái núi nó bắn được. I don't care. No chi, ngu quá sức, no chi. I don't care, ghê vậy. Béo. Tôi cao béo đi. Máy Việt Nam mình thấp, máy nhục chùm. Xuống lưng á, nó đang dưới núi nó. Đeo hạch hay. Ủa, nó Việt Nam mà. Ờ, nó Việt Nam. Quay trước lại, nãy giờ tôi show tiếng Anh.
Nhục dùm với chạy ngọc. Xe kìa, chạy xe bên tay trái kìa chi. Tay trái hả? Ừ, chích xuống đồi, xuống đồi. Xuống đồi nó dưới xe. Xe màu vàng á. Đó, nó đang bắn xe kìa. Sao mà xuống cái nhà xanh đi, ở nhà đỏ đi. Chết hết trẻ mất chưa? Đổ em nó nãy mày bắn. Nãy mày bắn cái thằng mà nó bò lên nhà đỏ rồi đó, có thằng đang cứu chúng á. Cái nó từ từ đi. Từ từ đi, từ từ đánh. Gần mà mày cầm X8 sao bắn? À, nó lên rồi, nó lên rồi. Coi chừng nó bọc bên trái á. Trời ơi. Ê, cô tao, cô tao. Ủa, chi lúc rồi bắn cười ấy. Đằng sau đó nè. Má, bồ, nó hỗ trợ ngu quá. Ôi, thấy di chuyển không? Ông thấy di chuyển không? Ừ, thấy. Còn hợp tính gớt hay nó luôn kìa. Di chuyển nhanh vãi liền nha. Kìa. Ông là lúc ghê vậy ta. Ai được kìa.